cái video này mình sẽ nói về nợ của nước Mỹ, mình sẽ nói về Elon Musk, mình sẽ nói về Twitter, à, cái nền tảng ông mới mua và cuối video mình sẽ nói về những cái blockchain nào là có được nhiều người sử dụng nhất trên toàn thế giới và cuối cùng cái video mình sẽ sẽ chia sẻ thông tin về Bitcoin của cái ngày having kế tiếp ok là ngày nào khoảng tháng nào năm nào và cái đó là một thông tin có thể là hữu ích cho bạn để tạo một lợi nhuận à, đáng kể có thể thay đổi được cuộc đời ok mình tên là Daniel tới từ tiên ở Canada kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam à, đầu tiên là đây. National uh, US national debt 31.000 tỷ đô la, ngàn tỷ đô la. Là cái con số Mỹ nó đang nợ. Nghe. Mình sẽ ấn cái chuông này để mình và nó chạy hàng ngày. Hàng ngày là con số nó chạy. Nghe, người uh, hàng ngày nó chạy. Ok. 31.000 tỷ đô la. Nghe. À, không biết chừng nào nó mới có chạy hết được. Ngay bây giờ dự vô mà GDP hàng năm thôi á, thì ngay bây giờ á, là những cái người chuyên gia á, ra phát biểu á, là Mỹ không bao giờ có thể trả được hết nợ. OK. À, và nếu mà người ta không trả được hết nợ thì người ta làm gì? À, chỉ có hai hai uh, hai cách thôi. Một cách đó là đổ nợ là nước Mỹ khai phá sản. Và cái cách thứ hai nữa là in thêm. In thêm để trả nợ. In thêm. Còn nếu nếu mà in thêm, nếu mà người ta chọn cái con đường thứ hai á mà chắc chắn nước nào cũng như nước nào á vô cái tình trạng này á thì người ta lúc nào cũng phải chọn cái con đường thứ hai là in thêm. Chứ không có cái nước nào mà giơ tay lên dơ cờ cờ trắng lên đầu hàng hết đó, ok uh, uh, chịu phá sản hết đó, ok không, ok thì nó sẽ in thêm in thêm và nếu nó in thêm thì cái tiền đô la nha, ngay bây giờ cái tiền đô la nó đã mất cái một một đô của bạn thôi á, nó đã mất hết chín mươi mấy phần trăm giá trị rồi so sánh so sánh với cái giá trị hồi đó uh, hồi đó trước khi mình về Việt Nam để định cư ngay bây giờ là được 5 năm rồi thì trước đó mình cũng đã về vài lần rồi nghe cũng 4 năm lần rồi và mình nhớ cái tiền đô la nó có rất là nhiều giá trị ở Việt Nam này mình cầm 100 đô mà mình xài cả vài ngày không hết vài ngày không hết nha cách đây khoảng cỡ mình nghĩ khoảng cỡ 10 năm thôi mười mấy năm thôi nghe à, là mình cầm cỡ mấy ngàn đô về là mình xài trời ơi tháng này qua tháng nọ không hết nhưng ngay bây giờ Đơn giản thì thôi này Cái này là trải nghiệm của mình 100 đô bước ra đường Một ngày là hết Còn thiếu nữa 100 đô Thì bởi vì vậy nghe, Cái con số này Bởi vì vậy là Bởi vì vậy là Người ta biết là Mỹ là chỉ Chỉ có in và in và in thôi Thì bởi vì vậy nó có những cái nhóm Nó bắt đầu không nhận tiền đô la nữa rồi Ok Và mình sẽ sắp xếp có thể là ngày mai mình sẽ chia sẻ ai nước nào bắt đầu không dùng tiền đô la nữa rồi ok cho bạn um, Elon Musk Twitter becoming the most trusted news source and the corporate media piss. rõ ràng rồi tin tức giả đã được phủ sóng biết bao nhiêu lâu nay biết bao nhiêu năm trời rồi những tờ báo lớn nhất nước Mỹ, những đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ quản lý quản lý bởi vì những cái người đầu tư ở phía sau nó và ra chương trình để nó muốn nói gì nó nói. Nghe là nó dẫn dắt những cái người báo chí mày nên ghi cái bài tờ báo này, mày nên ghi cái tờ báo kia, mày nên phỏng vấn cái người này, mày nên không phỏng vấn cái người kia. Bởi vì vậy Uh, sau khi uh, to, uh, Elon Musk mua Twitter thì cũng giống giống như trước đây ông đây đẹp đã nói, ông sẽ thả cái con chim này ra để cho nó tự bay, thả hết tất cả mọi thứ bỏ hết tất cả mọi thứ lên bàn một cách rõ ràng và minh bạch. thì bởi vì vậy tất cả cái corporate media là những tờ báo tờ chí, uh, đài truyền hình thì rất rất là dừng dữ ngay bây giờ và ngay bây giờ người ta rất là im lặng luôn người ta không dám nói gì hết luôn. nghe, ok. À, và vừa rồi Elon Musk vừa phát hiện ra, không biết ông đã biết trước hay không, nhưng ngay bây giờ, không chỉ là ông chỉ mua một cái nền tảng xã hội, nhưng mà ông được mua được những cái data của của Twitter hồi đó đến giờ bao nhiêu năm từ ngày thành lập đến giờ, và có rất là nhiều thông tin xấu đã xảy ra trên cái nền tảng Twitter mà đã được bị chìm xuống, bị đè xuống dưới dưới những mặt đất không cho lên, ờ, đã xảy ra với những cái sự bầu cử trước đây. OK, thì ngay bây giờ là ông Elon Musk đang phun phun nó ra và bỏ lên bàn, OK, bỏ lên bàn. Okay. Elon Musk just said Apple has fully resumed advertising on Twitter, he say Apple is Twitter's largest advertiser. Uh, ok, Apple vừa rồi uh, bị giờ thủng dọa Twitter là xóa xóa cái uh, cái uh, cái app Twitter ra cái hệ thống Apple Store của họ. Và sau khi một sự gặp gỡ với Elon Musk thôi, Elon Musk bay qua headquarter của của Apple gặp gỡ với Tim Cook thôi, uh, Cook thôi, mà Cook phải thay đổi hết. Thì bạn mà, mà phải nghĩ Elon Musk mạnh mẽ như thế nào? Ông có chiêu <laughs> Chứ không phải giỡn Trước đây hả Cái người quảng cáo mà nhiều nhất ở trên cái nền tảng Twitter đó Là Apple Và sau khi ông Elon Musk vừa mua nó là Apple ngân quảng cáo Ngân quảng cáo luôn Và chỉ qua một sự gặp gỡ thôi Ông làm sao mà để cho team Cook với Apple Phải quay lại quảng cáo trên nền tảng Twitter OK và uh, uh, Tim Cook cũng không dám nói năng gì mà dám xóa bỏ cái 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 uh, cái platform Twitter trên cái cái Apple Store của Apple luôn. Thì một chuyện quá hay. OK thì mình phải đặt ra câu hỏi tại sao mà ông Elon Musk yeah, uh, là sao mà ông quản lý được Tim Cook mà uh, Tim Cook hay là Apple luôn, đúng không? Đơn giản thôi mình thì trước đây nó cũng có một cái sự những cái tin đồn là nếu mà team Cook Apple mà dám xóa bỏ cái nền tảng Twitter ở trên những cái cái điện thoại Apple. Đúng không? Thì Elon Musk sẽ ra làm một cái điện thoại riêng cho cho Elon Musk luôn. Cả ngàn 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 triệu 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 người đang theo dõi Elon Musk và rất là thích Elon Musk. Nếu mà ông làm ra một cái điện thoại thôi. Thì thì Apple sẽ mất biết bao nhiêu cổ phiếu cổ phần, mất bao nhiêu uh, tài chính thu nhập đúng không? Ông còn làm được phi thuyền lên không gian nữa mà xe điện ngầm ở dưới đất nữa mà xe điện chạy chạy xe điện nữa mà còn những cái thứ còn phi thường hơn một cái điện thoại nữa thì nếu mà Elon Musk muốn làm một cái điện thoại là một chuyện rất là nho nhỏ thôi bởi vì vậy Tim Cook phải cúi đầu mà quay lại quảng cáo <laughs> Amazon vừa rồi Amazon cũng ngưng đúng không? Ngưng quảng cáo ở bây giờ sao? Amazon plan to resume advertising on Twitter as the uh, 100 100 triệu đô một năm. Quay lại để để quảng cáo ở trên cái nền tảng Twitter 100 triệu đô một năm. Tại sao vừa rồi Elon Musk vừa mua rồi tất cả mọi thứ lại uh, nh những cái người quảng cáo lại rời hết, rồi bây giờ phải quay lại. Thì cái mình mình phải đặt ra câu hỏi cái um, ông mua Twitter này rồi ông có cái cái data của Twitter mà nó có liên quan gì tới Amazon hay là liên quan tới những cái người khác không mà tại sao mà bây giờ là tất cả mọi người phải quay lại. Ông có một cái gì dơ dơ của những cái công ty này đúng không? Hay là sao đó? <laughs> đúng không? <laughs> Nhưng mà thì Amazon là một công ty lớn nhất thế giới. Lớn hơn Alibaba, Alibaba nữa đây cũng vậy, Apple, hai công ty lớn nhất thế giới quay đầu lại làm ăn chung với Twitter lại, thì bạn nghĩ sao? <laughs> Phi thường á, ok, um, Elon Musk, ok, share, ok, thì rõ ràng đây là về cái cái Biden campaign nào, à, trước đây để mình nói luôn là cái cái bầu cử trước đó có những cái người mà Giống như là đòi, là đi 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 ngược lại với cái bầu cử của Biden, có cái là nói xấu về Biden hay là nói nói cái gì đó, thì nếu mà được đăng à, lúc mà đăng lên những cái nền tảng xã hội, thì Biden sẽ cho những người FBI tới chỗ những cái cái công ty đó và kêu những công ty đó bỏ xuống. thì bởi vì vậy ngay bây giờ nó đang phân phui ra, phân phui ra, cũng giống như Hunter Biden là con của ông Biden và là cái cái laptop của 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 cái đứa con á thì nó bởi nó có những cái 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 cái, cái gì ở trong đó đó rất là xấu xa và trước đây nó đã được đẩy ra xã hội và vừa đẩy ra là FBI dẹp nhanh dẹp nó liền dẹp nó liền thì vừa rồi Elon Musk bắt đầu đẩy nó ra mình chưa có thời gian để đi sâu xa cho cái thông tin thông tin đó để coi thì nó có gì trong đó ok nhưng ngay bây giờ tất cả mọi thứ được để lên trên bàn tức cả mọi thứ đều được làm minh bạch, minh bạch. <laughs> ok. Ở đây nè. ok. So if the government is telling Twitter to censor American, then what are they telling Facebook, Apple and Google? Mấy cái công ty này á đều dính hết nha. How about uh, CNN? Cái này là nhà nước Mỹ nha. Nhà nước Mỹ. Ok, là nhà nước Mỹ cho người dân Mỹ chỉ coi được những cái gì nhà uh, người dân Mỹ coi thôi, cũng giống như Trung Quốc vậy đó không khác gì hết. Cái này là nước Mỹ mình đang nói về nước Mỹ. Nghe, uh, Facebook mà đăng một cái gì, Apple mà đăng một cái gì, Google mà đăng một cái gì đúng không? FBI tới gõ cửa lần, gõ cửa liền. Phải đem nó xuống, không được đăng, không được không được cho người này lên phát biểu, dẹp người kia, khóa tài khoản người này. Ok thì cái này đã đặt ra câu hỏi là If the government is telling Twitter to censor American Then what are they telling Facebook, Apple and Google Trước đây ok nhà nước đã nói Twitter Cho phép người này lên nói Cho phép người kia lên nói Dẹp cái thông tin này, dẹp cái thông tin kia Thì nhà nước đã làm gì với Apple, Facebook và Google Và, và CNN luôn một tờ nhà nhà nhà, uh, TV TV đài truyền hình gọi là nổi tiếng nhất thế giới ở Mỹ nha. Okay, what really happened with Hunter Biden story? Suppression by Twitter will be public on Twitter at 5 giờ à, hôm qua ngày 3 chứ, ngày 3 là hai ngày trước mình cũng chưa có thời gian để ngó sâu xa về nó. Ok, trước đây đúng không? Cái chuyện của Hunter Biden đã được bị giấu chìm. Giấu chìm và sẽ được đẩy ra ngoài ngoài Twitter lại lúc 5 giờ ngày ngày 3. Ngày 3 nha. Ok, có thể là ngày hôm qua đó. Ngày hôm qua ngày 4 để ra đó. Ok. Mình chưa có thời gian coi. Thì đây, những những cái gì mà xấu xa thì sẽ được đã để lấy lên trên bàn hết. Và bây giờ Ông làm ok Elon Musk là một người rất là liều mạng. Ổng sẽ bởi ổng sẽ đẩy tất cả mọi sự thật ra ngoài bàn. Thì uh, sẽ có rất là nhiều người 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 ghét ổng và muốn giết ổng làm tổn thương ổng. Cũng giống như bao nhiêu nền tảng báo chí hồi đó đến giờ đã ghi thông tin giả. Bây giờ cái thu nhập của người ta sẽ bị cắt rất là nhiều. Làm họ phải đóng cửa công ty. Cũng giống như Biden là một con một người con của tổng thống đã giấu chìm những cái gì dơ giấy của mình không cho đẩy ra ngoài xã hội thì bây giờ ông Elon Musk dám đẩy ra luôn vậy là ông đang, đang, gọi là đang đấu tranh với một người tổng thống Biden ngay bây giờ luôn là đứa con đứa con của ông và và ông tổng thống là Biden luôn hơi bị lừa mạng đấy right? <laughs> mình cần những người như thế trên thế giới này để thế giới của mình nó mới tốt hơn mới tốt hơn ok sự thật lúc nào cũng là nên trưng bày sự thật lúc nào cũng thắng hết Vậy thôi Nên đem ánh sáng ra ngoài Những chỗ đen tối Ok Đây là một câu chuyện gọi là Gọi là trò hề của của thế giới ngay bây giờ Do one đúng không Làm 40 tỷ đô la Mất Mất đúng không Cái này uh, ok cái này là Luna nghe, Luna Terra nếu bạn chưa biết, là là ông CEO của Luna Terra nghe. Cũng không có ai uh, cũng có không có ai uh, bỏ tù ông ta hết. Đúng không? 40 tỷ nhưng không ai bỏ tù hết. Đây okay. uh, Sam nè, ở FTX đúng không? Làm 10 tỷ đô la biến mất cũng không có ai không cũng không bỏ tù gì hết. American You Pri uh, privacy Protocol nếu mà American muốn làm cái gì mà giấu ra một giấu giấu giếm một cái gì á hay là muốn sự riêng tư của mình á đúng không? Mua, dùng một cái công cụ nào để, để có được sự riêng tư á thì được sẽ bị bỏ tù Bỏ tù Những cái người nào mà giống như gọi là developer cũng giống như là gọi là kỹ sư á build một cái nào uh, open source uh, giống như uh, cái người vừa rồi, ông build lên một cái nền tảng để người ta tự do uh, người dân có thể tự giao dịch với nhau thì sao làm sao? bỏ tù, bỏ tù, hai người này Sam với Duong tổng cộng mất bốn năm chục tỷ đô la của người đầu tư, tam tổn thương, biết bao nhiêu ngàn người không ở tù, còn mà người dân mà muốn dùng dùng một cái hệ thống nào mà nó dùng một cái công cụ nào để có được sự riêng tư bỏ tù. Uh, người nào mà uh, làm ra một cái một cái hệ thống một cái code nào đó để được để open để, để đẩy lên trên mạng để lên trên mạng để cho giúp ích cho con người thì sẽ bị bỏ tù đúng là một thế giới hề đúng không bạn Ở okay. uh, đây Đấy, vừa rồi nếu bạn chưa quen uh, nếu bạn chưa biết uh, cô ta là ai đây là CEO của Alameda Research uh, từng là bạn gái của Sam uh, Benjamin Fry nghe. Uh, thì nha, uh, yeah, chính uh, dáng với uh, Sam biến mất đầu 10 tỷ đô la đúng không? Uh, và cô ta ngay bây giờ thì cũng bình thường, mua sắm ăn uống bình thường, không có bị ở tù ở tiết gì hết. Nha, ok. Uh, đó thì là đó là kể thêm một cái chuyện hề, hề của thế giới của chúng mình. Ok, đó là thông tin đủ thông tin chuyện hề rồi, mình sẽ đổi thông tin. Mình sẽ nói về uh, cái blockchain nào là được nhiều người sử dụng nhất Những uh, thời gian vừa qua Ok uh, Cái video, cái hình đầu tiên 170 ngày, days under real life price Ok, real life, uh, real life price á, là cái price mà làm ra được một đồng bitcoin Bởi vì mỗi cái đồng bitcoin á nó phải tốn năng lượng để nó đào ra mới được nó giải những bài toán để nó làm ra được cái cái một đồng bitcoin đó ok thì nó tốn rất là nhiều năng lượng nhiều người thì người ta dùng năng lượng mặt trời nhiều người thì ta dùng cái năng lượng từ từ nước nhiều người từ uh, dùng năng lượng từ núi lửa nhiều người từ 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 những cái thứ thứ khác nữa ok và để tạo ra ok thì tạo ra uh, một cái thì đây là cái cái cái, cái giá cái giá cái này là cái màu đen này màu đen là giá của bitcoin ngay bây giờ ok and realized price á, là cái giá mà phải tạo ra và ngay bây giờ cái giá cái giá mà tạo ra tạo ra được mà một đồng bitcoin thôi á ok thì nó còn mắc hơn cái giá của ngay bây giờ nữa có nghĩa là ngay bây giờ những cái người miner thì đang bị lỗ lỗ và những cái công ty mà miner mấy người đào công ty mà miner người đào á mà nhỏ và lẻ thì, thì ngay bây giờ là người ta đã bị phá sản rồi và người ta bán công ty cho họ cho những người khác rồi và vừa rồi có những công ty đã làm việc đó nha yeah. và ngay bây giờ là một trăm bảy chục ngày ok là những cái người đào bitcoin á, đang bị lỗ chứ không có lời đang nằm ở dưới đây cái này là màu vàng ở trên là bạn thấy không là cái giá ngay bây giờ nó đang còn dưới nữa ok nghĩa là người ta đào ra một đồng mà bây giờ người ta bán bán còn phải bán lỗ nữa và những công ty đã phải bán lỗ để trang trải trang trải ok ok rainbow visual under real life price đây là nó nó làm một cái màu sắc cho bạn coi dễ thôi ok đây là cái giá ok ngay bây giờ mình đã under rồi nhưng mà trong lịch sử hồi đó đến giờ nghe bất cứ lúc nào nó under nó ở dưới bạn thấy nó ở dưới không dưới cái mà cái 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 cái, cái sợi chỉ này thì lúc nào nó cũng bung lên ấy dưới nè bung lên nè dưới nè bung lên nè dưới nè bung lên nè ngay bây giờ đang ở dưới thì mình đặt ra câu hỏi là chừng nào nó bung chừng nào nó bung đúng không có thể là 2014 2024 nó bung ok cái đó là sự suy nghĩ của mình thôi 2024 ok đây là cái sự hứa hẹn hồi nãy blockchain activity zoom zooming in uh, zoom in đây là cái blockchain đây là những cái hệ thống của những cái blockchain mình có binance mình có là solana ethereum này polygon này cardano này ni này vừa rồi có một cái bạn hỏi việt nam người ta nói về ni nhiều lắm anh uh, anh đây nhiều ơi chia sẻ về ni ok uh, thì đây là một sự chia sẻ luôn cho bạn nghe avalanche nè Apple nè, đây vừa rồi cái đồng này nè bạn thấy không Việt Nam thổi rất nhiều Nghe mướn mấy người K KOL lên quảng cáo rồi luôn tung xin ngầu Nhưng mà bạn thấy không ai sử dụng nó hết Thằng bài này nè Nó gấp bao nhiêu ngàn lần Cái thằng này gấp 5 lần nó nè Thằng Nia nè Đã gấp 5 lần nó rồi Ok Thằng này nó gấp tới bao nhiêu ba mươi mấy lần Thằng Polygon Thì bạn nghĩ thằng này nó tồn tại hay không và bạn cái thằng này là bạn coi là nó nó là đây nè đúng không? Up là đây nè, nó càng ngày nó càng đi xuống nè. Vừa rồi Thằng FTX rớt nó càng ngày càng xuống Đó, Nó đang rất nữa Chứ không không có đi lên Ngay bây giờ cái cái nền tảng mà nhiều người sử dụng nhất Để giao dịch nha Chuyển tiền từ người A tới người B Là đang nằm ở trên Binance Mỗi ngày Nó tới 1.5 triệu người sử dụng nó 1.5 triệu người à, Cái kế tiếp là Solana là Sol Ok Tới 500 534 ngàn người. Ethereum chỉ có 385.000 người thôi. Polygon cực kỳ nhanh, cực kỳ rẻ mà chỉ có 361.000 người sử dụng thôi. Cardano. Cardano đúng không? Ngay bây giờ nó vẫn còn nó 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 vẫn còn chậm. Nha, nó vẫn nó vẫn nó vẫn còn chưa xây dựng xong. Nha. 66 niên 50, Avalanche chỉ có 39 thôi. Còn thằng này thì quá thấp. Ok chỉ có 10 thôi. Thì chỉ, những cái tháng tới đây trong cái cái thời điểm đang đi cái, tức là mọi thứ đi xuống vậy nè thì những cái này nó sẽ um, những cái đứa yếu nó sẽ bị rửa và người ta sẽ không sử dụng nó nữa. nghe. Có nghĩa là um, nếu bạn tới một cái gọi là một cái mall ở bên Mỹ nó có một cái mall gọi là một cái siêu thị. Siêu thị đúng rồi mà đây đơn giản là mình so sánh nó cũng giống đây là một cái siêu thị bài nem mà tới một cái siêu thị thì chỗ nào thấy chỗ nào cũng có buôn với bán ấy có rất những cái 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 chỗ bán rất nhiều giống như vô big big c gì đó mà chỗ nào cũng bán đồ ấy bán chỗ nào cũng có người bán ấy đúng không còn ở đây apto so sánh cũng giống như mình vô một cái siêu thị mà nó chỉ có ba bốn ba bốn chỗ bán à còn bao nhiêu nó trống chống vắng trống vắng người ta đóng cửa hết rồi thì đây apto đơn giản là vậy để mình mình hình dung nó như thế nào ok ngay bây giờ cái người người con người dùng cái nền tảng binance sử dụng là nhiều nhất rồi sau đó đến solana ok solana là, là ngay bây giờ mình mình so sánh về cái market cap của nó là nó được có bao nhiêu tiền thì nó còn dưới thằng 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 ethereum rất nhiều nhưng người ta sử dụng nó cũng ok người ta sử dụng nó rất nhiều nghe biết nó nhanh nó không an toàn nó bị sập mấy lần rồi nhưng người ta vẫn sử dụng nó. Ok thì cái đồng này ngay bây giờ vẫn vẫn là ok chứ nó 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 chưa nó chưa bay theo mấy gió đâu. Ok. Binance stunning 75 spot market share à, vừa rồi mình cũng đã nói. À, mình có làm video, một cái video mình nói là tất cả những cái người đang giao dịch ngay bây giờ, người ta mua, mua mua bán tiền điện tử á thì người ta đang dùng cái sàn Binance ngay bây giờ 75% là đang dùng Binance. 75%. À, vừa rồi FTX rớt xuống thì những cái người mà trước đây dùng FTX đều nhảy nhảy lên Binance bởi vì vậy nó là ngay bây giờ là một con khổng long So sánh hết tất cả những cái đồng khác giống như là Kraken uh, nè, ok. Uh, rồi uh, rồi Binance US nè, uh, Bitfinex nè, uh, Bitstamp nè. Ok. Gemini nè, bla bla bla, Coincheck nè những cái này là vẫn vẫn còn ok nó khử, cộng lại chỉ còn cộng hết tất cả những cái sàn này chỉ có 25 phần trăm là là sự giao dịch thôi mỗi ngày thôi 75 phần trăm là nằm trên sàn bài nè ok thì bài sẽ là một con khổng lồ ok thì bởi vì vậy ok um, bạn nên đầu tư vô nó vô rock vô từ từ nghe rock vô từ, từ. uh, um, um, có thể mua và giữ giữ lâu dài ok và cái ngày mà nó tới một ngàn đô la một đồng binance thì cũng có những mình nói là phải những tháng và năm tới đây nghe những tháng năm ngay bây giờ nó nó quá bự và mỗi ngày nó phát triển mỗi ngày là nó ra một cái tin tức mới mỗi ngày là là cg lên ký một cái hợp đồng với một cái ông 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 tổng thống của một nước mới nghe phát triển rất mạnh rất mạnh return between havings đây cái này 2019 là lúc nó bắt đầu, đúng không? Cái giá của nó là vậy, chỉ 0.01 cent thôi. Qua 3 năm trời nó lên tới 12 đô, có nghĩa là từ cái giá này lên giá này á là nó lên tới 123.000%. Từ cái giá này lên giá này lên tới là là cái từ tăng trưởng của nó là 123.000%. Ok. Từ 2012 cho tới 2016 là qua 4 năm trời, đúng không? Một cái Haveng nó lên từ 12 đô nó lên tới 650 là thêm được 500 à, 5, 52, 067%, 52, 067%, 4 năm 52.67% 52.67% bốn năm trời Thấy dễ sợ không có cả có cái nào mà tăng trưởng giống như, như uh, bitcoin không đúng không từ 2016 cho tới 2020 nghe giá từ 650 lên tới 8.821 là có nghĩa về con số thì nó lên được 1 356 vì đặt ra câu hỏi cái hátiền kế tiếp là 2024 nè khoảng cỡ tháng 3 ngày tháng 3 ngày bây giờ là tại vì mỗi 10 phút là nó làm ra một cái lót nha có thể chạy hơn chậm hơn chút xíu và nhanh hơn chút xíu nha nhưng khoảng khoảng cỡ 10, 10 phút mà okay. cái thì cây ngàn 2024 nó cái giá Bitcoin sẽ được bao nhiêu ngay bây giờ là 17.000 rồi vẫn cao hơn cái số này rồi đúng không? Ok người nào mà rót tôi tiền từ ngày 2020 là là ngon rồi mình rót vô bitcoin lúc giá nó 7.000 nghe ok thì ok ngay bây giờ là được, được, được mỗi đồng thì được 10 10.000 đô ok nhưng mà tới ngày 24 này nó là được bao nhiêu nó sẽ tăng trưởng được bao nhiêu phần trăm đúng không? thì đó là một cái câu hỏi rất làm cho rất là nhiều người đầu tư vô bitcoin nhức đầu Ok, nhưng uh, đây 2024 là một sự ngắn hạn thôi. Nếu bạn học bạn học bằng bỏ 100 tiếng hoặc hơn học về Bitcoin và sau khi bạn hiểu nó. Bạn hiểu nó tại sao nó được làm ra. Ok, bạn hiểu nó và bằng so sánh với vàng, bất động sản, cổ phiếu cổ phần chấm uh, chấm 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 sau khi bạn hiểu nó rồi á, thì bạn không bao giờ muốn thả nó ra hết, mà bạn chỉ có muốn mua nó thêm thôi, ok? bởi vì mình tin là nó có thể thay thế cái hệ thống tiền tệ trên toàn thế giới những năm tới đây, nó được so sánh là vàng điện tử, vàng điện tử, ok? một ba, sẽ có cái ngày những cái người đầu tư vô vàng bây giờ thì cái phần trăm đó từ từ là người ta sẽ rút người ta không đầu tư vàng nữa người ta sẽ đầu tư vô vàng điện tử bởi vì nó nhẹ nhàng hơn nó có những cái tính chất giống như là ok à, tao đi đâu cũng được hết bây giờ tao ở chuồng ở chuồng thì tao đi qua sân bay tao đi qua một cái cái nước nào trên thế giới này nếu tôi nhớ bao nhiêu cái chữ cái trong đầu của tao á, thì cái tài sản của tôi vẫn nằm ở đó bây giờ bây giờ bây giờ bạn có một cục vàng đi bạn thử bạn đem qua thân bay bạn đem đi qua một nước kia thử được không thì đó là chỉ một cái tính chất tại sao nó hơn vàng ok ờ, vàng á, khó mà cắt cục 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 nhỏ 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 mỗi lần chẳng lại bằng muối gì bằng cắt một cục ra sao không có làm gì được còn riêng thằng bitcoin á, đúng không Ok. Ờ, cái ngay bây giờ nguyên thế giới đang sử dụng mà có những cái nước đang áp dụng mà ok bạn muốn mua một cây cà rem ứng kịch 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 trong cái điện thoại bạn mua cây cà rem bạn muốn mua một, 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 cái ly cà phê kịch 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 một cái ly cà phê bạn muốn mua cái gì cũng được muốn mua cái nhà đó kịch, kịch 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 là sao nó là tài sản điện tử đơn giản là vậy đơn giản là vậy nếu bạn đã chấp nhận email trước đây là ok nếu bạn gửi một lá thơ, ok, từ đây qua bên úc, hay là từ đây, bạn gửi một lá thơ từ đây xuống, xuống dưới cái xóm bên kia đi, trước đây, hay là xuống một cái thành phố khác trước đây đúng không? thì hồi hồi xưa người ta làm gì có, 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 có chỗ mà gửi thơ đâu đúng không? thì thường thường là ok, bạn bỏ vô một cái, một là bạn cho một cái án người nào đó, lái con ngựa cà rộp, cà rộp, cà rộp, đi giao thơ cho bạn, hai ba ngày trời nó mới tới, đúng không? rồi sau đó cái hệ thống gọi là gọi là technology công nghệ ra. Bạn ngồi đây máy tính bằng gõ 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 bằng ứng cái cái nó gửi cái thơ qua bên cái máy tính bên kia, cái người kia mở ra người ta đọc được cái lá thơ của bạn. Thì đó là công nghệ phát triển. Đúng không? Mà nếu bạn chấp nhận email Gmail gửi thơ qua máy tính thì bạn cũng phải chấp nhận tiền điện tử. Bởi vì đây là thế kỷ tiền điện tử tất cả mọi thứ là điện tử đúng không đơn giản cho thầy vị ví dụ thêm một thứ khác nữa cho bạn nào trước đây bạn nhớ cho những cái bạn mà có tuổi rồi đó bạn nghe bạn nghe bằng nghe nhạc thì bạn phải nghe bằng cái một cái dĩa tròn tròn đúng không bạn bỏ vô cái máy rồi bạn có cái cây bằng gắm vô rồi nó chạy vòng vòng nó kêu tít tít đúng không cũng như bạn coi mấy cái phim mà đánh giặc đồ xưa đúng không xưa ở bên bên nhật rồi đó ông hitler ngồi nghe mấy cái đó hết hồi vậy đó đúng không? thì cái đó là hồi đó là bằng cái đó là để tạo ra được âm nhạc lúc hồi xưa. còn ngay bây giờ thì sao? bằng là gõ cọc 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 cái YouTube nó chơi nhạc cho bạn công nghệ đúng không? thì bây giờ tiền điện, điện tử nó cũng giống như vậy. nó là công nghệ, nó là vàng điện tử, Bitcoin là vàng điện tử. OK và đã có cả, cả biết bao nhiêu triệu người trên thế giới này đang nhảy vô nó Cái sự tăng trưởng của nó đang được so sánh giống như Mạng điện tử Cũng như với internet của mình vậy nè Hồi đó Ngay bây giờ nó vẫn còn mới mẻ Để nhảy vô bạn chưa trễ đâu Chưa trễ Nghe mà đợi, đợi mà lúc nào mà luật lệ đã ra rồi Tất cả mọi thứ đã ra rồi Ok Và uh, Thì lúc đó là quá trễ để bạn nhảy vô Bạn bạn muốn trở thành những người dùng điện thoại iPhone ngay bây giờ hay là bạn muốn trở thành những cái người đang dùng điện thoại cùi bắp nếu bạn là những cái người đang nghe cái này mình không chê chích bạn nhưng bạn phải hiểu nếu bạn là vẫn là người đang dùng điện thoại cùi bắp thì có nghĩa rằng là bạn chưa phát triển bởi vì điện thoại cùi bắp điện thoại mà chỉ có những con số thôi đó thì bạn không có học được những cái gì mà mình học được mình có thể lên youtube mình học được tất cả mọi thứ về toán về về lý thuyết về, về về lịch sử đều nằm trên một cái nền tảng này đây là một cái thứ được so sánh trước đây người ta đẩy một người lên trên không cái cái không 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 gian á ra ngoài mặt trời ra ngoài trái đất của mình á người ta dùng cái máy một cái máy tính á, ngay bây giờ được so sánh á, còn dỡm hơn cái điện thoại bạn đang nằm cầm trong tay nữa cái điện thoại này làm được nhiều việc hơn, nhiều tác năng hơn cái máy tính hồi đó mà sử dụng để quản lý, để đẩy một cái phi thuyền ra ngoài không gian của trái đất này. Công nghệ công nghệ phát triển rất nhanh, thì bạn phải cập nhật. Bitcoin là vàng điện tử, là tương lai. Nó là nó không nó là cái hệ thống, nó là một cái tiền tiền điện tử sẽ thay thế tiền tệ của mình những năm tới đây. Mình tên là Daniel tới từ Tiền Academy kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.